Alo alo, xin chào lại mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ test cho các bạn cái Buscom của SSL này và cái Buscom của Carex RQD6400. Theo mình thấy thì nếu mà để mà cái âm thanh mà gần như SSL thì con này tiệm cận gần gần ha. Nó có một cái gì đấy của SSL mà có một cái gì đấy phảng phất của thằng NIPS ha. Khá chi là hay. Đây là cái SSL, cái này của mình là 5.1 nhưng mình có thể chạy là dual stair, tức là tại thành hai cái buscom stair. Đây, trên này mình đang dùng một cái bản mix. Ở đây ấy, thì mình sẽ có hai cái này. Cái này là cái SSL và cái đây là cái Carex này. Đấy. Thì mình sẽ play hai cái và mình sẽ mở mute hai cái và play cho các bạn nghe. Đầu tiên là về cái mình đặt các cái thông số nó gần gần tương tương nhau không để đưa cái âm thanh nó vào. Đây là mình sẽ cho chạy này. Rồi ok, mình sẽ cho chạy công âm thanh đúng không? Ok đây. Chạy nhưng mà mình chưa ra này. Đây là SSL này. Nào. Rồi, bây giờ sang con Carex ha. Đấy, mình vừa mới play và mình đảo liên tục giữa hai cái xuộc với nhau, giữa cái xuộc của con SSL và xuộc của con Carex nhá. Cho các bạn nghe. Đây, bây giờ mình sẽ cho nó chạy này. Ví dụ như là con này nha. Chạy này. Và mình cho chạy cái đâu rồi đây nha. Mình sẽ cho chạy cái SSL trước à. Đây, các bạn nghe sao cái tay nào. Rồi, ok, mình sẽ cho chạy cái sao của cái con Carex à. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy play và đảo liên tục hai con này nhá. Nào.
Ok, đây là một cái video nhỏ test về cái sound giữa cái con Korg và cái con SNL Burst 5.1. Thì hai cái này nếu mà về cái chế độ dual style thì nó mình thấy là nó cũng khá giống nhau ấy. Đều là hai chiếc con Burst trên một cái rack, một con rack 2U, một con rack 1U. Con này là hai cái con Burst nhá. Hai cái con Burst này trên một rack 1U này, rất chi là hay cho các bạn dùng rất nhiều các cái ứng dụng, có thể là com rất rất nhiều nhiều thứ. Con SNL này cũng thế các bạn nào mà dùng các cái chế độ mà COM 5.1 thì có thể dùng con này cũng được, con này cũng được. Nói chung là cũng có thể để dùng. Rất chỉ là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Cảm ơn mọi người nha.